Dạ em xin chào cả nhà. Lại tiếp tục lên cho mọi người những cái mặt hàng đẹp trong phiên ngày tối hôm nay nhé. Rất là nhiều những dòng hàng VIP như dòng cuối tháng 8, những dòng như là năm cánh trắng HO giá rẻ và nhiều mặt hàng rừng khác cũng như hàng thuần khác. Đặc biệt hơn là nhà em đang có chương trình áp dụng đối với những dòng hàng thuần, đó chính là 3 chậu bất kỳ của mỗi loại các bác sẽ được miễn ship. Duy nhất trong cái thời gian khuyến mãi này thì các bác tranh thủ nhận để chớp lấy cái cơ hội này nhé. Và nhà em thì có bán cả những dòng phân thuốc và máy tưới lan. Đây cái bộ sản phẩm máy tưới lan thì nhà em có một cái sản phẩm trưng bày cho mọi người xem. Bộ sản phẩm đầy đủ các linh kiện với dây dẫn dài 10m, với một cục đổi nguồn, một cục motor, và có được tặng kèm theo một cái bát tưới phân thuốc khi mà các bác sử dụng. Bộ sản phẩm này được bảo hành motor trong 3 tháng, cục đổi nguồn trong vòng 1 tháng ạ. Giá bộ sản phẩm là 480.000. Cái này thì em cũng trong tất cả những phiên video em có giới thiệu chi tiết rồi, nên là em chỉ nói qua thôi. Còn đâu là cái mặt hàng chính vẫn là những dòng hàng rừng. Và sau đây thì em xin đi qua lần lượt từng loại nhé. Đầu tiên là những cái dòng hình kiều tím nhé. Kiều tím, kiều tím miền Trung. Những cái vòi hoa của kiều rất là dài, rất là đẹp. Em có một cái dề này là mã số 10, một dề hình số 10 này. Đây là những cái thân tơ này, thân hoa của nó này, những cái thân lá này rất là nhiều, những mắt nụ hoa chưa nở đây. Đây là nguyên thân tơ này. Giờ này em bán 230.000 M10. Mã M6 150.000 gồm 3 khóm. Khá là nhiều lá. 150.000 3 khóm nhé, chụm lại được một giò to rồi đấy. Mã M3 180.000 3 giờ. Rất là nhiều thân lá luôn, bản lá mít này. Một thân này. Hai này. Và đây là ba này. Đây là mã M3. Tiếp theo mã M2 180.000, mã M2 cũng gồm khá là nhiều khóm này, M2 nhá. Một khóm này. Hai khóm này. Ba khóm này. 4 khóm toàn thân lùn, lá đẹp, lá nhựa đẹp. 5 khóm này 180 này. Mã M1 170.000 gồm 3 khóm. Khóm số 1 này. Đây là khóm số 2 ạ. Và khóm số 3 này. Nhiều thân tơ á. 3 khóm này 170.000. Tiếp theo là khóm M14 101, một khóm dề kiều thân dài, một thân tơ, hai thân tơ. 3, 4, 4 thân hoa. Đây cũng là thân hoa này. Tức là thân hoa mắt này ra nụ, mắt này chưa lên nụ vẫn là thân hoa nhé. Riêng một mắt này chưa lên nụ đã rơi tầm 4-5 cái mắt hoa rồi. Dề này có 101 thôi. Dề kiều dài này rất là nhiều mắt nụ, 101. Cái này là để nở hoa thì rực rỡ luôn. Tiếp theo M15 160.000 2 dề. 2 dề là 160.000 nhé. M16 120.000 nguyên một dề kiều. Đấy vừa rồi cũng khá là nhiều vòi hoa. Đây ví dụ một thân này nó 4-5 mắt hoa, nó ra có duy nhất một mắt thì có còn 4 mắt. Mắt này cũng đang hơi xinh. Đấy 120.000 M6. Tiếp theo là các hình hàng khác như là, các bác đọc đúng mã nhé. Tại vì em đánh theo mã, lúc thì mã M, lúc thì mã B. Tiếp theo là mã B44 150.000. Mã B44 gồm đây, kiều nó đang lên mầm này. Một dề kiều đang lên mầm, nhiều lá này. Dề kiều số 2 đây. Dề kiều số 2 hình như dề này đang sưng nụ này. Đấy các bác nhìn này, nụ kiều bây giờ vẫn lên này. Đây cũng mắt nụ. Ui, cái này sưng. Đang sưng 2 mắt. Đang sưng 3 mắt nụ nhé. Riêng thân này đang sưng 3 mắt nụ. Mắt này bên đây thì không biết là có sưng không. Đấy hình này là hình B44 150.000 2 dề. Về chơi hoa luôn. Tiếp theo nữa đó chính là mã này là mã gì ta. Mã này mã B39, một lô 100.000, kiều môi tua, một ôm luôn, về ghép được 3 giò. 100.000 kiều môi tua. Mã B1 200.000, đây là lô kiều vuông. Kiều vuông cánh trắng nhá. Mùa này thì nói chung là qua hoa, bây giờ nó cũng hơi xuống lá một tí. Lô này thì em sẽ giảm cho các bác một chút, bởi vì thôi giảm cho các bác. Lô này còn 70.000 đi. Vậy cho các bác làm giống. Làm giống ạ, cả một lô luôn. Tiếp theo đến hình kiều nữa. Giờ này thì quá là to.
đây là những cái thân tơ của nó này, chưa hoa lần nào. Đây cả những cái thân kia nó hơi ít lá một tí, nhưng mà cái rể này rất là to, bự, 430.000. Rể này hao lắm. Ngay hồi đầu rể này bán 600 cơ, nhưng mà rể hồi đấy là tính theo cân nặng thực tế đấy. Bây giờ nó hao đi ấy, còn 430. Sự là bán cái hàng rể nó rất là nhanh hao. Tiếp theo đến những cái hình quế VIP nhé. Hình quế VIP, quế hôm nay thì cũng khá là nhiều cây xếp rụt đấy ạ. Em có một cái lô Q14 này, Q14 quế. Lô này lô quế giống, quế giống cây nó nhỏ nhỏ nhé. Em đếm thử cho bác một lô nhé. Lô này gồm có một cây này, cây nhỏ xíu này, 2 này, 3, 4, 5 cây này, 6, 7 cây này, 8 này, 9 này, 10 cây này, 11, 12, 13 này, 14 cây quế giống. Đây, cũng khá là nhiều cây sẽ rụt. Hàng bé nó được nhiều, 210.000 đồng một lô, Q14. Tiếp theo là Q9 ạ. Mã Q9, 250.000 gồm 3 cây, lá xếp V. Cây số 1 này, cây số 2 này, cây số 3 này, đẹp chưa? Tiếp theo là Q15, cũng là một lô quế giống, rất là nhiều cây, cũng tầm 13, 14 cây thì đó, nhiều lắm. Nói chung là em không đếm, nhưng tầm đấy, tầm 12, 13, 14 cây. Đây, những cây nhỏ, cái form cây nó rất là đẹp, 210.000 đồng. Tiếp theo là Q6 ạ. Q6, 3 cây, 260.000. Cây số 1 này, xếp V rất là đẹp. Cây số 2 đây, xếp rụt luôn, một mẹ đang đẻ ra một con ở nách. Đây, cây số 3, cây này đầu lá nó hơi bị gãy, rất lá đi. Đấy, không sao. Cây mẹ bồng con, 260.000, 3 cây xếp rụt. Q17, 300.000, 8 cây. Cây số 1 này, cây số 2 này, thân lá rất là tía, tím lịm thôi. 3 này, lá ngắn rất là đẹp nhé. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 cây, 300. Tiếp theo là Q5, 210.000 đồng, 3 cây, to. Cây số 1 này, cây số 2 này, cây số 3 này, 3 cây to, 210.000 đồng. Tiếp theo nữa đó chính là Q4, 5 cây, 180.000. 1 cây lá xếp, 2 cây lá xếp, 3 cây lá xếp, 4 cây và 5 cây lá xếp, 180. Tiếp theo là Q20, 10 cây, 300. 1 cây xếp tụt này, 2 cây này, 3 cây này, đẹp chưa? 4 này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 này, 9 này, 10 cây. 10 cây, 10 cây là 300.000, 10 cây lô xếp rụt, nhiều ấy. Tiếp theo nữa là Q21, 6 cây, 220.000. 1 cây ạ. Cây này hơi, cái lá bên đây gãy một tí. 1 cây này, 2 cây này, xếp V này, 3 cây này, bản lá ngắn này, 4 này. Lô này 200 mấy này, 220. 5 này và 6 này, 6 cây xếp V này, 220.000. Tiếp theo là Q3, 7 cây, 260. 1 cây xếp rụt này, 2 cây xếp rụt, 3 này, quá là đẹp luôn. 4 này, 5 này, ui dồi, cây rụt. 6 này, 7 cây này. Tiếp theo Q22, một lô quế giống, cũng 210.000 đồng. Đây, khá là nhiều cây đấy thôi nhé. Khá là nhiều cây trong một lô hàng này, nhiều lắm, cả to cả nhỏ. Đây cả cây tím lịm này. Đấy, cả một lô này 210.000 đồng. Q1, 5 cây, 280.000. 1 cây này, xếp V rất là đẹp. 2 cây này,
Lô này cây to nhá, 3 cây xếp V đấy ạ, rụt luôn. Bản lá rất là ngắn, 4 cây. Và cây số 5 đây, cây này cây mẹ bồng con. Q11 1 cây 150. Cây này thì cây xếp rụt nhưng mà mất đầu ngọn và đang đẻ ra một ngọn mới. Cây này 150. Tiếp theo là Q23 2 cây 190 à 2 cây 90.000. 1 cây này. Cây số 2 này. 90.000. Và cuối cùng đó chính là Q24 7 cây 230. 1 cây ạ. 2 này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 này, cây này cây mẹ bồng, một mẹ bồng hai con này. 7 cây, lô này 230, 7 cây. Thanh lý. Và có hai lô vảy rồng nhé. Mỗi một rổ vảy rồng rất là nhiều cây như thế này. Hôm trước em bán 101 rồi, em bán 100.000 thôi. Nhiều lắm, được rất là một ốc thôi. Một rổ luôn về các bác ghép. Cả khóm to, khóm vừa, khóm nhỏ. Đấy, đây là vảy rồng. Tiếp sau sang bên đây là các mã hình hàng khác như là B45 một dề thập hoa 70, B43 một dề thập hoa 50.000, B49 một phần thập hoa cũng 50.000, B48 là một phần một nguyên một dề bóc, đó chính là hoàng thảo xoắn 170, B42 một lô thập hoa cực kỳ là nhiều 80.000, B47 101 một dề hoàng thảo xoắn. B47. B41 50.000 là một lô nhất điểm hồng. B15 em có một lô thanh lý, đó chính là kim điệp xuân 50.000. Được mấy dề? 2 dề này. Tiếp theo có một lô này, kim điệp xuân 90.000, hình này không có mã. Hình này 90.000 3 dề. Đây có hai lô ý thảo này. Lô ý thảo là B28 này. 3 dề, một dề to này, một dề vừa, một dề nhỏ này. 80.000, rất là nhiều mầm gốc. Đây có một lô ý thảo này 50.000 thôi. Đây cả bán cả lô ý thảo nhỏ nhỏ này để làm giống 50.000. Cái chỗ này hôm trước bán 80 giờ bán 50. Tiếp theo bên đây đó chính là cái cây phi điệp. Họng tím đậm. Mắt tím đậm luôn. Cái bảng phi điệp tím đậm này em bán là 100.000. Mặt hoa như thế trên này. Có 4 lô tam bảo sắc hoa vàng nhé. Tam bảo sắc hoa vàng, lô đầu tiên là lô làm giống này. Cả xếp cả lướt lẫn lộn, nói chung là cũng xếp nhiều. Hàng hoa vàng thì rất là ít hàng xếp. Cây này cây giống nhé, cây giống bé bé này. Đấy. Cả một lô này em bán 80.000. Về ghép được rất là nhiều. Lô số 2 tam bảo sắc hoa vàng cũng cây giống, cũng 80.000. Tam bảo sắc hoa vàng số 2. Tam bảo sắc hoa vàng số 3, lô này 140, toàn cây to thôi. Một cây xếp lưng này. 2 này. 3 này. 4 này. Hoa của nó rất là thơm, giống hoàng nhạn đấy. 5 này, cây to. 6 này. 7 này. 8 và 9 cây. 9 cây này em bán là 140. Đấy một lô này cây to này, ghép giỏ to đùng luôn. Và tam bảo sắc này là 50.000 là lô thanh lý nhá, hoa vàng số 4. Lô là lô thanh lý, nó cũng hơi lỗi ngọn lỗi lá tí, lá xấu, hàng lướt. Lỗi lá. 50.000 cả một đống này. Tiếp theo em có hai phần. Đó chính là một phần hoàng nhạn tháng 4. 14 cây, 200.000, 14 cây hoàng nhạn tháng 4. 2 này. 3 này. 4 này. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Mùa này hoàng nhạn đang hoa nhé, 200.000 một lô này, tha hồ ghép. Hoàng nhạn tháng 4, mua hàng tháng 4 nó rẻ, chứ tháng 8 một cây đã rơi tầm 100 thì đắt lắm. Còn tiếp theo có một lô hài đuôi công 100.000. Một lô rất là nhiều hài đuôi công. Còn các bác có thể mua là hài đuôi công lẻ thì em bán 35.000 một lạng ở đây. Đây 35.000 một lạng hài đuôi công. Hàng khai thác trực tiếp từ rừng về, dòng hài đuôi công nó cũng khá là hiếm ít có. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến dòng hàng thuần nhé.